Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho một đảng viên, trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên, trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 11 đảng viên, khen thưởng 5 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 18 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm 2020, tuy đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19, nhưng Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã quyết tâm nỗ lực hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy giao. Lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo tiến độ, hiệu quả và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 9 Đảng bộ khối. Lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức Đảng và đảng viên, kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội.